Đó. À, ngoài ra thì những cái công cụ hỗ trợ cho câu lệnh thì Huy cũng có đặt ở đây những cái công cụ để anh chị em hỗ trợ cho anh chị em để tạo ra những cái câu lệnh khác nhau. Ví dụ ở đây nhé, chúng ta có ahead đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thêm vào cái style. Đấy, thay vì là chúng ta vào bên kia thì chúng ta sang bên này. Đấy, chúng ta chọn cái emperor. Đấy, chúng ta nhấn continue thì ngay lập tức nó tạo ra câu lệnh ở đây cho chúng ta này. Đấy chưa ạ? Đấy, việc của chúng ta là copy cái prompt này này. Đấy chưa ạ? Copy này. Hoặc là gì ạ? Chọn vào đây copy này. Đấy chưa ạ? Xong sang cái bên này. Chúng ta chỉ dán vào thôi. Chúng ta không cần phải gì ạ? Gõ cái image nữa. Anh chị em thấy hay không ạ? Đó. Đó. Đấy, chúng ta lại muốn thêm là nó thêm cái lighting vào nữa. Lighting ở đây thì chúng ta muốn thêm tí electrical fluorescent đi. Đấy. Hoặc là electrical đi, thêm hai cái này vào luôn. Đúng không ạ? Nhấn continue thì nó lại gì ạ? Nó lại thêm vào đây. Chúng ta nhấn copy này. Đấy ạ. Vào đây. Chúng ta việc paste rồi. Thế là xong. Chúng ta không cần phải ấy nữa. Cái này là nhiều ấy quá. Ừ. Ông Nhân này, ông Nhân ông từ từ ông đừng nghịch nữa để tôi làm nó xong đi đã ông Nhân ơi. Nhân ơi. Đừng nghịch nữa. Cùng lúc nó chỉ được ba cái job nó làm một lúc thôi. Ok không ạ? Đây. Con mèo mà nó có cái gọi là màu lông dạng amber, tức là dạng kiểu hổ phách ấy. Màu lông dạng hổ phách ấy, thì nó ra như này. Đấy. Còn con mèo mà lại gì ạ? Lại có cả vừa amber, vừa fluorescent, vừa electric. Đấy, thì nó ra như này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Electric thì nó gì ạ? Nó hơi có mang tính chất điện điện một tí. Đấy, fluorescent thì nó mang tính chất là phát sáng một tí. Amber thì nó mang tính chất là màu vàng, ánh kim. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Là mình dùng cái này thì nó sẽ rất là tiện luôn. Đó, ví dụ như là artist, mình lại có cái phong cách của một cái người nào đó. Được chưa ạ? Mình lại đưa vào đây. Đấy, hoặc camera. Mình chọn là Panorama 360 độ hay là Macro Lens. Đấy, thì nó lại ra cái khác. Anh chị em ví dụ cho Macro Lens vào thì nó lại ra cái khác luôn. Đó, nhấn continue. Đấy, vẫn là cái này thôi. Nhưng mà thêm cái macro vào một phát thì nó lại khác luôn nhá. Đấy. Đấy, hoặc là material. Material là cái vật liệu. Đấy, mình có thể thêm cái phần vật liệu vào đây. Về sứ này, về vải này, về sợi quang này. Đấy, về foil glass này, gold này. Đấy. Ví dụ thế. Đấy, kẹo này. Đấy, về da này. Đấy, magma này. Đấy. Nickel này, ni lông này, giấy này. Đấy, quặng này, nhựa này. Đấy, da này, gỗ này. Đó, ví dụ mình đưa vào cái da đi. Đấy, mình đưa thêm là cái da vào. Xong mình lại copy thằng này, dán vào đây. Đấy. Đây, ví dụ như thằng này nhé. Nó thêm một cái nữa là macro lens. Macro lens thì nó là gì ạ? Nó lại tạo ra những cái nó gì ạ? Nó chiều sâu hơn, nó gần hơn. Macro lens tức là cái nó đi sát vào hơn đó, anh chị em thấy không ạ? Và nó tạo ra những cái hình thái mà mình cũng không hiểu là cái gì luôn đó. Dạ. Mình đưa nhiều câu lệnh quá thì thành ra nó bị nhiễu, nó bị nhiễu vì nhiều câu lệnh quá. Đấy, mình bỏ bớt đi một cái thì nó sẽ dễ hơn. Đây là nó lại có đấy. Đó, nhiều câu lệnh quá nó bị nhiễu rồi. Đấy. Thì mình bỏ bớt đi. Mình clear đi. Đấy, bây giờ nó chỉ là gì ạ? À, bằng à, bằng bằng à, aluminum này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, cat. Đấy, nên copy. Được chưa? Đấy, thế là nó nhanh không? Anh chị em thấy là mình nghịch cái này, mình nghịch nghịch kiểu này nó nhanh hơn. Nghịch kiểu này nhanh hơn cái kiểu kia là kiểu thủ công, kiểu này là kiểu công nghiệp. Mình nghịch kiểu này nó nhanh hơn. Đấy, thì mình nghịch càng nhanh ấy, anh chị em hiểu này. Mình học lý thuyết là một rồi, nhưng mà mình phải dạ, thực hành. Đấy, mà mình thực hành càng nhanh ấy thì nó lại tạo ra cái kết quả nó càng gì ạ? Nó càng thú vị, càng hay. Đó. Đấy. Rồi, aluminum tức là thép không gỉ.
nó kiểu kiểu như vậy, thì nó xem anh chị em sẽ tạo ra cái con mèo nó như nào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây này, thấy không? Đấy, con mèo này nó thiết kế được làm bằng thép không gỉ này, được chưa? Đấy, được chưa? Đây thế này, làm bằng những cái sợi thép này. Đấy, bên này thì con này đeo những cái vật liệu thép này. Đấy, con này thì có những cái sợi thép nó quấn xung quanh này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đó. Thì như vậy là gì ạ? Với đây là một công cụ thôi nhá.